cả kêu dân chúng hỡi ơi, sao không thức tỉnh, việc đời gần bên, khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh hoa, vinh này của Đức Phật Đà, cùng ông Phật Tổ ban mà cho dân, người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi, cho nên lúc này phải sửa cái thân nha. Toàn thể trong đạo phải ngoài đời gì, cái này là phải sửa cái thân chúng ta nó có những gì? Thầy nói là trong thân nghiệp nó có ba điều ác, một là sát sanh, đạo tặc, tà dâm, khẩu thì bốn điều, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, ý thì nó có ba điều, tham lam, sân độ, mê si. Như vậy thầy kêu chúng ta kỳ này là người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi, các chư thần từng giảng năm canh, về thượng giới tâu qua thượng đế, cho nên là các chư thần biên chép các việc làm của mình hàng ngày không sai một bãi một mãi nghe quý cô bác đồng đạo, lưỡng thần ghi chép liên miên, cái chữ lưỡng là hai ông thần biên chép liên miên, và ông biên về tội, ông biên về phước, mà thầy nói là biên chép liên miên là không có ngừng đó, nào tội nào phước dưới miền trần gian, rồi mới tâu qua thượng đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều, chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Như vậy là trong cái lúc này, là trong cái lúc là nhiều cái cảnh khổ lắm quý cô bác, hãy mau trở lại con đường tu quý cô bác đồng đạo ơi. Bởi vì thầy nói là cỡ cả kêu dân chúng hỡi ơi, sao không thức tỉnh việc đời gần bên, khổ đà đi đến như tên, ráng lo tu niệm để tìm nền vinh hoa. Cho nên là cái cuộc từ đây diễn biến thì sao, là Đức Thầy nói là nó đi đến như tên quý bác. Cuộc thế giới chào đại sang, thì hôm nay thì cũng vừa qua chúng tôi đã nói rồi, thì cũng đầu xuân mới thì cũng chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng á, cái sự tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn. Thì hôm nay bây giờ tôi đã nhận thấy rồi, để bây giờ hôm nay đó thì bây giờ cái chiến tranh thế giới mà 2 năm rồi đó, nó sẽ bùng nổ từ Nga, coi như Ukraine, bên kia thì Israel và Hamas, bây giờ nó đã tiến bộ lên là coi như bây giờ là coi như Iran đã ra mặt rồi. Bây giờ các thế giới mà coi như là cái câu mà nói thế giới chiến tranh khắp nổ bùng đó, bây giờ như vậy tôi thấy là cái năm nay là bước qua đã năm rồng rồi. Mà Đức Thầy đó là có nói một câu nói đó, năm thìn bước tới thiệt là rồng, nanh gút dễ dùng nổi lông đông, đó, chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, lo nổi đó đau giống lạc hồng. Thì bây giờ hôm nay là để thấy là cái cảnh chiến tranh này, rồi bây giờ hiện tại dịch bệnh nó bùng ở Trung Quốc, bây giờ nó đang bùng phát một cái Covid-19 mà bây giờ nó đang diễn biến ra đó, có thể sắp bằng 10 lần của Covid kia. Mà bây giờ đang hiện tại bây giờ là cũng như là Đức Thầy có nói đó, là ngũ hành cùng các chư thần nó từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh, mà bây giờ như vậy là thấy cái tình hình năm nay là theo để thấy như thế nào đây, nhờ để giải dùm. Cảm ơn. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đạo Phật. Cung kính Đức Thầy. Thì vừa qua huynh tiếp theo câu hỏi thứ hai, huynh hỏi là năm thìn bước tới thiệt rồng, nanh gút dễ dùng nổi lông đông, chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, lo nổi đói đau giống lạc hồng. Rồi huynh hỏi thời gian qua thì Nga khởi đánh Ukraine, khởi chiến, rồi trải qua thời gian năm mẹo rồi Hamas khởi quân đánh bên Israel, rồi bây giờ thế giới bây giờ đang gây gỗ với nhau, giống như nước này gây gỗ nước kia gây gỗ nước nọ, bây giờ quá nhiều. Vì như vậy là theo cái hiểu chúng tôi thì từ đây về sau là cái cảnh chiến tranh bệnh dịch thì nó sẽ diễn biến tới rất là đau khổ. Thì trước nhất vô chia sẻ đề tài này, chúng tôi cũng nguyện cầu ơn trên Hồng Ân Tam Bảo, Quai Linh Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng, Đại Thần, Chư Quan, Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, từ bi gia hộ cho thế giới năm châu không còn chiến tranh bệnh dịch,
mưa thuận gió hòa, nhà nhà được no ấm. Nam Mô Di Đà Phật. Tại vì lúc này là cái câu của huynh hỏi là hiện giờ là mèo lui rồng tới bay dơ dẳng, thế giới chiến tranh nổ khắp cùng. Thì đây là đồng đạo hỏi, là giảng của thầy nói, mà chúng tôi đến đây cũng xin nhắc lại giảng thầy, chứ còn cái việc bàn thế này thế kia thì chúng tôi không dám. Thì bây giờ cho cô bác mình thấy đức thầy nói hiện giờ, rồi cô bác mình thấy là hiện tượng như thế nào. Tại vì đức thầy nói là rất là có nhiều đoạn trong giáo lý thầy cô bác, thì cô bác mình thấy là đức thầy nói là bình tâm cắt cái bút mà tỏ lời, xét xem hai chữ dằn thời còn xa, liếc nhìn thế giới càng qua, ngàn muôn binh tướng xô ra chiến trường, dốc lòng tranh bá đồ dương, đeo cầu danh lợi lấp đường nghĩa nhân, gieo điều tàn khốc cho dân, khiến lòng tăng sĩ băn khoăn lo lường. Thì hôm nay đức thầy nói là liếc nhìn thế giới can qua, ngàn muôn binh tướng xô ra chiến trường. Thì cô bác mình thấy hiện giờ họ có xô ra chiến trường hay chưa? Vậy là cô bác mình thấy đó là thời gian này là ở bên đó là Trung Đông là xảy ra một cái nạn là chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ. Đức thầy nói là lâm sang rài đã rời ra, dạo trong lê thứ vậy mà xét soi, bàn với luận đặng coi chân lý, lậu cơ trời thiên ý bài ra. Kỳ này là lậu cơ trời, là lậu các bác, lậu à, kỳ này là lậu rồi đó. Thầy nói là bàn với luận đặng coi chân lý, lậu cơ trời thiên ý bài ra, mà thầy nói là đã thấy lộ cơ trời báo ơn, diệt loài gian tìm kiếm con tiên, nở hồng trần túc cháy tiền khiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế. Như vậy thầy đã nói là bàn với luận đặng coi chân lý, lậu cơ trời thiên lý bày ra, thấy đời ta cũng thiết tha, chiến tranh ngoại quốc hằng hà lỵ rơi. Cô bác thấy từ khi Nga khởi quân đánh Ukraine bây giờ là biết bao nhiêu người khóc, phải đúng như vậy không quý cô bác? Thầy nói là thấy đời ta cũng thiết tha, thầy thiết tha, thầy đau lòng lắm cô bác, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh náo não khởi sao cho xiết. Cho nên thầy dòm thấy thế giới can qua, giặc giả động binh đao là thầy đau lòng lắm. Từ bi tình ấy đoạn trường, nhắc ra tích cũ mà lường đồng lòng đây. Nhưng ai có đọc đoạn này, xin đừng chê nhạo rằng thầy nói nhăn. Tại vì là thương quá sức nên ta bệnh rịnh, quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc, dạy bổn đạo lấy lời đích xác, mà chẳng tu là bởi không mưa. Cho nên cái lúc này mà chưa thức tỉnh lo tu nữa là đức thầy nói là tại vì người không có ưa, người không có duyên. Chứ giờ này các bác mình thấy là thế giới là đang động can qua rồi, còn gì nữa mà còn chần chờ giải đãi mà chưa chịu tu. Cho nên là thầy nói là đờn ta vốn thiệt không dây, vô duyên khó biết lời thầy nói xa. Như vậy là ai có duyên lành cùng thầy thì phải ráng cố gắng, kỳ này cô bác và chúng tôi phải ráng cố gắng lo tu thân hành tiện cho nhanh tu gấp mới kịp thời kỳ. Tại vì
hồng trần cảnh khổ xiết bao, khuyên trong lê thứ bước vào đường tu. Như vậy là thầy nói là hồng trần là cái quả địa cầu này là cái cảnh khổ xiết bao. Rồi cô bác cùng dòng đạo cùng chúng tôi dòm coi nó phải có đúng như vậy không? Mà nếu đúng như lời thầy đã nói rồi thì mình phải làm sao? Thì thầy khuyên trong lê thứ bước vào đường tu, chỉ có con đường tu mới thoát khổ quý cô bác và đồng đạo. Tại vì là chữ tu chớ khá trễ chày, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Cho nên khi chúng ta khi đã có giảng thì hãy tự xét mình, sửa sang những cái hư thật xấu mình làm lỗi thì rứt bỏ, và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc áo phiện chơi bời theo đằng điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Khi chúng ta chưa giác ngộ tu thì chúng ta còn vi phạm bốn trách này, mà hôm nay chúng ta đã giác ngộ thì chúng ta phải bỏ mới gọi là tu. Mà khi bỏ cái bốn trách này rồi, hiện tại chúng ta sống được hạnh phúc mà có tiền dư. Mà khi mà chúng ta bỏ bốn trách này, chúng ta sống được hạnh phúc, có tiền dư, mà chúng ta có phước nữa. Tại sao có phước? Tại vì khi mà chúng ta đã tỉnh ngộ trở lại con đường tu rồi đó, thì là cô bác mình thấy cái người ăn chay cũng có phước. Rồi ăn chay đã có phước rồi, mà cái người niệm Phật cũng có phước. Tại vì thầy nói là trần gian khói lửa giới đao binh, chư Phật sớm bài phép hiển linh. Phép gì? Cứu khổ nam mô vô lượng phước, diệt nạn tu rị hữu thiên kinh, sống sao dương thế diều cay đắng, gió cuốn trần gian nổi bất bình. Như vậy là hiện giờ là đức chư Phật đã biết đức thầy chúng ta là một vị Phật cơ quát, cái nghĩa là trên thông thiên văn, dưới trượt dưới triệt địa lý, trung quán nhân sự, thân bằng tăng mặc bộ sòng nâu, cuộc thiên lý một bầu đều hãng. Cái vũ trụ hoàn cầu này có xảy ra việc gì thầy có thể đoán biết trước hết tất cả quý cô bác đồng đạo. Cho nên đức thầy nói câu này là năm 1939, thầy nói là trần gian khói lửa giới đao binh. Thầy nói năm 39 tới giờ có mình thấy có không? Bây giờ có khói lửa đao binh chưa? Nhưng mà đức thầy nói chỗ này mới ráng phục thầy nè. Trần gian khói lửa đao binh là có không? Nhưng mà chư Phật sớm bài phép hiển linh, cho nên chư Phật đã biết trước. Chư Phật đã biết trước, cho nên sớm cái bài phép hiển linh. Tại vì biết cái thời kỳ này là khói lửa đao binh rồi, chư Phật sớm bài phép hiển linh có phép gì? Cứu khổ nam mô vô lượng phước, có nghĩa là nam mô a di đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Vậy là đi đứng niệm di đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng a di, ngủ cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ nam mô, nín cũng ôm Phật sự, cực lạc muốn giảng sanh cứ hành như thử. Cho nên niệm, cho nên là cái pháp này là cái pháp nam mô với đạo Phật, là sẽ biết là trần gian khói lửa với đao binh, chư Phật sớm bài phép hướng linh, là lúc này là mình chỉ có là trở lại niệm Phật, là phương pháp niệm Phật là dễ tu nhất, pháp niệm Phật là dễ tu dễ hành mà dễ chứng đắc nhất. Mà thầy cho biết là môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chúng, trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Như vậy là lúc này cô bác của chúng tôi phải nghe lời thầy trở về con đường ăn chay, và ráng chỉ còn có pháp môn niệm Phật là dễ tu nhất, là môn tịnh độ là phương cứu cánh, là cái lúc khói lửa binh đao này. Bởi vì thầy nói là lóng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím quán hờn cũng không. Lúc này là cái lúc này là thầy nói là trần gian khói lửa với đao binh, là hay là cơn này thời giới lâm phong ba, lừa lọc con tiên diệt quỷ tà,
phố có cao đàn phân kẻ bảo cho người lương thiện khỏi sông khoa. Như vậy là lúc này là thầy nói là cái cơn này thế giới lắm phong ba. Các bác còn thấy có phong ba chưa, có nổi sóng chưa, có nổi gió chưa? Cho nên là lừa lọc con tiên diệt quỷ tà, con nào hiền thì dạng thảo ngay, đứa ngỗ nghịch một mai đứt cổ. Cho nên là người cái lúc này là các chư Phật từ đây lựa tuyển coi ai là đức hạnh hiền từ. Nếu mà các chư Phật với đức thầy xuống đây kỳ này là lựa tuyển người hiền, thầy nói cũng không thèm trọng bạc tiền, quyết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi. Thì như vậy là người nào hiền lành, thầy nói là ta giàu có cách thông hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm, Thích Ca còn phới tước phàm, đài cao cửa rộng mà ham tu hành, Phật tiên dụng kẻ lòng thành, đạo chơn thì ít ai hành thiện tâm. Thì như vậy là lúc này là cô bác còn thấy thầy nói là trần gian khó lửa với đao binh, chư Phật sớm bài phép hiển linh, cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước, diệt nàng tu trị hữu thiên kinh, sống sao dương thế nhiều cay đắng, gió cuốn trần gian nổi bất bình. Hiện giờ cô bác mình thấy từ khi năm 19 nổi lên những cơn bệnh dịch tới bây giờ, cô bác mình thấy thầy nói là từ đây hai ốm hai đau ráng tu đem được Phật vào trong tâm, hay là đau nhiều chứng dị kỳ khó cởi, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Như vậy là thầy nói năm 1939 là đau nhiều chứng dị kỳ, mà năm 2019 cô bác mình có thấy cái chứng bệnh dị kỳ chưa? Nếu có thì kỳ này phải nghe lời thầy tu gấp mới được. Chứ nếu thầy nói có mà nhưng mà từ đây thì sao, thầy nói còn nhiều việc lắm các cô bác. Thầy kêu mình cứ kiếp, nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, kẻ du thần xét soi. Cho nên lúc này phải sửa cái thân nha, toàn thể trong đạo phải ngoài đời gì cái này là phải sửa cái thân. Cái thân chúng ta nó có những gì, thầy nói là trong thân nghiệp nó có ba điều ác, một là sát sanh, đạo tặc, tà dâm, khẩu thì bốn điều, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, ý thì nó có ba điều, tham lam, sân nộ, mê si. Như vậy thầy kêu chúng ta kỳ này là người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét soi, các chư thần từng giảng năm canh, về thượng giái tâu qua thượng đế. Cho nên là các chư thần biên chép các việc làm của mình hàng ngày không sai một bãi một mãi nghe quý cô bác đồng đạo. Lưỡng thần ghi chép liên miên, cái chữ lưỡng là hai ông thần biên chép liên miên, một ông biên về tội, ông biên về phước, mà thầy nói là biên chép liên miên là không có ngừng đó, nào tội nào phước dưới miền trần gian, rồi mới tâu qua thượng đế ngọc hoàng. Dương trần hung ác đa đoan quá nhiều, chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Như vậy là trong cái lúc là nhiều cái cảnh khổ lắm quý cô bác. Hãy mau trở lại con đường tu quý cô bác đồng đạo ơi. Bởi vì thầy nói là cỡ cả kêu dân chúng hỡi ơi, sao không thức tỉnh diệt đời gần bên khổ đà, đi đến như tên ráng lo tu niệm để tìm nền vinh hoa. Cho nên là cái cuộc từ đây diễn biến thì sao là đức thầy nói là nó đi đến như tên quý bác. Cuộc thế giới chuyển lai như chóng nhanh lắm, mái thiên cơ mỗi phút mỗi thai, nẻo thạnh si như thở tên bay, đường dinh nhục rủi mai có một lát. Vì từ đây về sau là cô bác mình thấy đức thầy nói rồi đây, rồi cô bác mình dòm coi có không. Nếu cô bác mình dòm thấy nhận đúng sự thật rồi, lời đức thầy nói là chúng bon rồi đó, thì phải ráng cố gắng trở lại cái con đường lành để lo tu nhanh. Tại vì là ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho, đến lâm cảnh khổ có ta, giới lệnh Phật bà cứu vớt dùm cho. Thì như vậy là cuộc thế giới chuyển la như chóng, khuyên dân tình hãy lóng mà nghe. Cô bác kỳ này phải lóng tâm nghe kỹ lời thầy nghe. Thầy nói những gì nè,
Thầy nói là cha nọ bồng con và khóc hoa tan nát cơ sớm viền khổ dữ à. Nhà không kẻ ở ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thi cơ tha lời xưa di tích rõ việc này ai muốn mắc phàm gặp rồng mây hãy ráng nghe lời ta mách trước không gìn đạo đức phải phơi thay. Vì vậy cho nên là lời cha nọ bồng con vợ khóc hòa tan nát sớm viền khổ dữ a à. Nhà không kẻ ở ôi nói trước thôi giờ từ đây sau thì mình không bàn đi. Bây giờ mình nói ngay chăng chỗ cái giải cây ra hiện giờ đó phải có cái cảnh là cha nọ bồng con không khổ dữ lắm cô bác ơi. Nào nào nước dân, nào thân người chết, nào bệnh căn, nào phép yêu ma, nào là số bất khùm tha, nào là giặc giả cửa nhà tan quan. Cô bác thấy có chưa, có giặc giả tan quan cửa nhà chưa? Nhưng mà ở đây mình chưa có thôi. Nào bơm phá nổ gian trời đất, có phá nổ gian trời đất chưa? Đây là các ngài tiên tri, nhưng mà có sự thật thì bởi vì lúc này là phải ráng lo tu mới kịp. Đã các ngài nói đã có sự thật rồi còn gì nữa mà không tin. Việc xảy đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên, ráng nghe lời của kẻ khùng điên. Phật tiên thánh hãy nên trọng kính cái này, phải ráng quán là việc xảy đến là có sự thật hết, cứ quá có sự thật hết. Vậy là nào bơm phá nổ gian trời đất, nào lỗ hồng trái rợp khóc cùng, kẻ thời ôm chiếu ôm mùng, bồng con bế cái có đùm có đeo có chưa? Ở bên giải ca ra nó có bồng con bế cái có đùm chiếu có đeo chưa? Con đó khát khóc kêu đòi bữa, mẹ túng cùng thắt cổ chết đi cũng còn lại có nhiều khi, mẹ cha nở dạ ăn thì thịt con. Như vậy là cô bác mình thấy là những cái cảnh khổ hiện giờ nó đã có việc xảy đến đây truyền sự thật, kẻ thời ôm chiếu ôm mùng bằng con bế cái đó có bồng có đeo, hoặc là ở bên Unina. Và ở giải cây ra bây giờ là cô bác mình đã có cái cảnh đó rồi đó cô bác. Kẻ thời ôm chiếu ôm mùng bồng con bế cái có đùm có đeo. Thì chúng tôi mới có coi cái mạng qua đó đăng lên nó đó, đăng lên nó đỡ cái tựa là hiện giờ là ở dùng cái giải cây ra là cái màn đói khổ đó gần 1 triệu người. Rồi đầu mới quay lên luôn cô bác. Quay lên có bà đó bà nói tôi đợi từ sáng tới trưa mà có được một phần cơm mà. Rồi đó về nhà con tôi á, mấy đứa gia đình mấy người 4-5 người mà đợi từ sáng tới trưa mà có một phần cơm mà giờ ai ăn ai nhịn. Cô bác mình thấy bây giờ mình ở đây mình cứ ăn hàng ngày, khi mình ăn buổi trưa nữa rồi mình ăn nhiều khi ăn buổi tối nữa, ăn cơ bằng hết sức là mình ở đây. Mình nói chung là cái cô bác nào mà ấy là mình có phước lắm, có phước lắm. Người ta là ta tới ta đợi á là từ sáng tới trưa, tại vì á là cái cảnh chiến tranh rồi á là các nước ngoài vô cứu trợ, chứ cái nước đó bây giờ đang khổ lắm, chứ các nước ngoài đã đem chở xe lương thực tới cứu trợ rồi, các những người đã nấu đó nấu không kịp, cô bác mình thấy sắp hàng đợi thấy thảm thương. Mà ta nói á là đợi từ sáng tới trưa mà về là được có một phần cơm mà về nhà rồi gia đình cái họ cái gia đình tới 4-5 người lận rồi ai ăn ai nhịn. Nói tới đây cô bác mình thấy động lòng không, mình đi chỉ là mình có phước quá rồi còn gì nữa, mình không có ráng lo tu, nghĩa là ráng cố gắng mình lo tu kỳ này. Tại cái mình có phước duyên đây là nhờ kiếp trước mình cũng đã có tu theo Phật theo thầy, cho nên hôm nay Đức thầy mới dẫn chuyển mình về cái vùng đất Phật, mình về cái đất nước Việt Nam là có Phật ra đời để bảo bọc chở che cho mình, hôm nay mới có cái niệm ấm trang nghiêm rồi có ăn uống đầy đủ. Bởi vậy thầy nói là ra kệ này hai chữ bảo an cho trần thế được tâm thanh tịnh,
Ngọc báo quy ẩn trong Nam Định, muốn tìm kiếm đáy biển gắn công. Thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt hải mau cài cây. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời. Tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong bá tánh dạng dân giải thoát. Vì vậy cho nên thầy cô bác mình thấy sanh vào đất nước Việt Nam có đức thầy đức Phật bảo bọc chở che chúng ta, cô bác thấy là mình đó là đồng bằng sông Cửu Long, cây lành trái ngọt mỗi năm, rồi cô bác thấy màng mùa màng thạnh mậu. Vậy là thầy ra đời chở che bảo bọc toàn đất nước Việt Nam hết trơn, cô bác thấy quý có phước báo vô cùng chưa, mà mình không dám có lo tu. Để sau này thầy có nói một đoạn là thầy nói là máu đào khắp nước khổ vô cùng, đã có đó phải không? Nhưng mà Nam Việt dân tình mãi thung dung, chúng ta đây có phước quá vậy mà thấy người ta vậy mà mình chưa lo tu mà còn thung dung nữa. Chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh, để nước đến chơn mới nhảy đùng, không có kịp cái quát, để nước đến chơn nhảy đùng là không có kịp. Nhảy đùng ắt sẽ lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chững mới rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp. Rồi lúc đó mới bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu, cái chữ bập bẹ là lúc đó mới có tập tu. Lúc đó là khi mà chống khùng khùng ba tiếng là ta tất cả các nơi từ nước ngoài cho đến đất nước Việt Nam, từ trong nước và ngoài nước ta trở về dùng Thất Sơn ta thi. Mà lúc đó mình mới có đăng ký vô để học thì làm sao mà kịp quý cô bác. Cho nên đức thầy dùng cái danh từ làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Như vậy thầy nói đợi sao đến việc tả tới, rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Như vậy là hôm nay cô bác mình sanh vào đất nước Việt Nam đã gặp Phật ra đời bảo bọc chở che chúng ta là được mùa màng hạnh mậu no ấm rồi phải không? Nhưng mà còn cái là gặp đạo nữa. Ngày nay chim đã gặp cành là gặp được đạo nữa, cô bác đồng đạo quý vô cùng không? Cho nên là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng dân duyên lành, năng ngộ quốc độ năng sanh, mà hôm nay cô bác mình đã có hết trơn, thân người có được mà mình đã có. Phật pháp khó nghe mà hôm nay cô bác mình nghe đầy hết trơn luôn. Chỉ cần bây giờ cô bác mình nó là khỏi cần đi tìm kiếm đâu, bấm điện thoại lên là đạo, muốn có nghe ông đạo nào, muốn nghe kệ giảng từ quyển nhất cho đến quyển sáu và trong giáo lý thi văn có đầy đủ hết trơn. Là cô bác mình thấy là duyên lành năng ngộ, và cô bác mình đã duyên lành đã có luôn. Quốc độ năng sanh là đất nước gặp Phật là khó gặp, mà hôm nay mình đã sanh vào đất nước Việt Nam gặp Phật ra đời và được thân người nữa. Đức thầy nói là ngài dân chỉ đau lai trần thế cõi trung ương, nhằm đất nước Việt Nam chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút, phiên ba tánh tầm tiên rời tục chỉ mái trời, bài tỏ diệt dời sao. Gái cùng trai
già trẻ bước vào đường trí huệ quy dình đạo pháp. Cho nên Đức Phật nói có ba bốn điều khó, mà hôm nay cô bác và đồng đạo là đã có hết tất cả, mà cơ hội này chúng ta không nắm lấy thì để còn có cơ hội nào nữa với cô bác đồng đạo. Thầy nói thương đời tả ít lời thơ, nẻo tu dân sự còn chờ dịp nào, muốn tu tỉnh Nai Đà gặp cuộc, Đức Di Đà truyền mở đạo lành. Bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy, nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Hay là xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Như vậy là cô bác mình thấy là thầy nói là mắt nhìn ngoại quắc thảm thơi. Cô bác mình thấy không? Ta cái cảnh ta khổ hết chức là khổ. Ta sống cái màn trời chiếu đất, cái nạn mà chiến tranh ngoại quắc đó. Thầy nói là chiến tranh ngoại quắc hằng hà lĩ rơi. Rồi có hằng hà lĩ rơi chứ cô bác. Nếu có thì lần này phải ráng lo tu nhanh tu gấp. Tại vì hằng hà lĩ rơi là do những gì? Bị danh lợi, xe lơi tình nghĩa, mới tranh giành, xôi xỉa cùng nhau, phơi thay mà chẳng đúng nào, tranh cùng với đoạt, chừng nào mới thôi. Cho nên họ đánh với nhau là biết bao nhiêu người chết. Tại tại ở bên Nga, ở Ukraine là họ giấu, họ không đăng lên đó. Chứ từ ấy giờ chết cũng dữ lắm mà họ không đăng lên. Chết chứ ở... Nga với Ukraine là chết từ ấy giờ theo cái biết của mình ha, chiến tranh hai bên xô xát ha, chết dữ lắm nhưng mà họ chưa có đưa, họ chưa đưa thông tin lên thôi. Còn ở giải Gaza ở bên Hamas với Israel ha, là tính ra là cái con số chết là cho biết là mấy chục ngàn người quá đông đảo. Như vậy là thầy nói là thấy đời ta cũng thiết tha, chiến tranh ngoại quốc hằng hà lị rơi, có chưa có bác? Là do cái gì? Bị danh lợi xe lơi tình nghĩa, mới tranh giành, xôi xỉa cùng nhau, cho nên hội gì có tranh giành không à. Thầy nói là khắp thế giới binh lương cựu túc quyết tranh giành, quyền lợi xe sâu nhau, thấy nhân xanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt, tiếng ai bi thở than dấu dắt, khắp đông tây nam bắc chịu sâu. Cho nên vì quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, cho nên là thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào. Cho nên là Đức Thầy chúng ta là sanh vào đất nước Việt, đảng sanh vào đất nước Việt Nam, cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi sẽ tục phàm, mượn tay gã tờ qua thần hạ bút. Tuy Đức Thầy chúng ta là ở đất nước Việt Nam, nhưng mà thấy ở nước ngoài tuôn giọt máu đào, lòng một vị Phật không có nở, cho nên là không có kiềm lòng được, cho nên Đức Thầy phải rơi nước mắt. Cô bác còn thấy cái tình từ bi chan chứa của Đức Phật, Đức Thầy lúc nào cũng muốn cho thế giới năm châu không còn chiến tranh bệnh dịch nữa. Thì đó là cái lòng của Phật mới đúng là cái lòng từ bi chan chứa của Đức Phật. Cho nên Đức Thầy nói biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc, thương trăm họ ruột tơ thêm giò khúc, đợi chỉ si dục khúc cả muôn dân. Cho nên cái lòng từ bi chan chứa của Đức Thầy lúc nào cũng quyết đưa chúng sanh về cảnh giới an lành. Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Chủ trương của Phật của Thầy là muốn cho thế giới hòa bình, không còn chiến tranh loạn lạc, không còn bệnh dịch binh đao. Như vậy là mới đúng cái lòng ước mong của Phật và của Thầy. Cho nên Đức Phật và Đức Thầy lúc nào cũng khuyên mọi người là phải ráng cố gắng, là ráng người tín đồ Phật giáo hảo, ráng cố gắng nghe lời dạy của Thầy, mình ráng lo cầu nguyện với cô bác đồng đạo. Tại vì Đức Thầy nói là
tháng ngày như thể thôi đưa, nguyện cầu thế giới bớt ngồi chiến tranh. Cho nên cái bài cúng lại hàng ngày của Đức Thầy dạy mọi tín đồ Phật giáo hảo đó, Thầy nói đi xa cũng rặng rành, bàn không thông thiên cũng thiệt hành như y. Bốn phương đều đọc vậy thì, cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời. Sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Như vậy là Thầy dạy người tín đồ Phật giáo hảo là sáng tu cầu cho thế giới bình an, chiều tu cầu thế giới bình an, là cầu cái bài nào? Và đi ra bàn thiên cúng bốn hướng là đọc những bài gì? Là cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện Đức Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Chủ trương người tín đồ Phật giáo hảo Đức Thầy dạy là sáng cầu cho thế giới bình an, chiều cầu cho thế giới bình an, thì chắc chắn là mình tin tưởng rằng là một ngày gần đây thế giới sẽ được hòa bình, không còn chiến tranh nữa với cô bác đồng đạo. Cô bác mình có tin không? Chứ tu tin 100%. Một ngày gần đây Thầy sẽ trở về làm cho thế giới hòa bình với cô bác, là không còn chiến tranh loạn lạc nữa. Tại vì Đức Thầy nói là thất sơn tí nổ, quy cổ diệt kim, cửu cửu uy nhiên, tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi, khùng mới nói chơi chư ban hàng phục. Như vậy là tới ngày thế giới hòa bình là phải chờ Thầy trở lại quý quát. Từ nay cửa khổng gài then, chờ ta trở lại thì đèn hết lưu. Ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hời lãng sao. Trì lòng chớ có núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Như vậy là hiện giờ thế giới còn đang nổi loạn chiến tranh dịch binh đao. Nhưng mà cái ngày Thầy trở về thì chắc chắn là Thầy sẽ làm cho thế giới hòa bình. Tại vì Thầy có tuyên bố, Thầy nói là Phật Dương Đà chỉ rõ má diệu quyền, chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả, ban cho xứng vị, xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi, phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Như vậy là phải Đức Thầy chúng ta là gây cuộc hòa bình không? Cho nên là Đức Thầy chúng ta là sau này là gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Một tay tá quốc an bang, nước nhà vững đặt, hướng đàn hiển vinh. Vậy cho nên là Đức Thầy sau này sẽ trở về là Thầy cho biết là khùng mới nói chơi chư bang hàng phục. Thì Đức Thầy hàng phục chư bang rồi, thì lúc đó là cả thế giới mưa hòa gió thuận, tạo nền móng thánh quân đặc dẫn, nơi chiều ca gầy dựng tôi hiền, giờ mất câu thiên lý dị nhiên, nên còn đãi thiên quai nấy lệnh, tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong kháng quan vào cửa châm tuồng, cỏ cùng cây điểu thú chim muôn nhân với giặc quần lai bổn tánh, đó biết ai là Phật Khánh, ai Thảo Hiền, ai Lỗi Đạo Nhà, đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc châm họ muôn nhà thạnh thới, bồ đào rượu thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc Chúa Hiền tôi chung. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.